Cảm ơn quý vị đã quay trở lại cùng với Molefan, tiếp tục cập nhật tình hình chiến sự Trung Đông và những chuyển động quốc tế đáng chú ý có trong bản tin thế giới 24 giờ ngày hôm nay, 13 tháng 11 năm 2024. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các bên không leo thang tình hình tại khu vực Biển Đỏ sau khi Mỹ và Anh không kích lực lượng Houthi ở Yemen. Tổng thư ký tiếp tục kêu gọi các bên liên quan không leo thang thêm tình hình để vì lợi ích hòa bình và ổn định tại Biển Đỏ cũng như khu vực rộng lớn hơn. Stefan Duzaric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 12 tháng 1 cho biết, Mỹ và Anh ngày 11 tháng 1 phóng hỏa tiễn nhằm vào các mục tiêu của Houthi tại Yemen nhằm đáp trả loạt vụ tập kích tàu hàng do nhóm này thực hiện. Houthi cho biết 73 đợt tập kích khiến 5 thành viên lực lượng thiệt mạng, 6 người bị thương và tuyên bố tấn công trả đũa Anh-Mỹ. Đợt tập kích thứ hai được Mỹ tiến hành vào đêm 12 tháng 1, có quy mô nhỏ hơn so với đợt tấn công hiệp đồng trước đó. Chưa rõ số lượng khí tài được huy động trong đợt tập kích lần này. Nhưng các quan chức nói rằng đây là hành động đơn phương của Mỹ và không có sự tham gia của đồng minh. Một quan chức nói với CNN rằng mục tiêu bị nhắm đến là một cơ sở radar được hao sử dụng. Khaled Khiari, trợ lý tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách Trung Đông ngày 12 tháng 1, nói với Hội đồng Bảo an rằng Chúng ta đang chứng kiến chu kỳ bạo lực có nguy cơ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về an ninh chính trị, kinh tế và nhân đạo ở Yemen lẫn khu vực. Nguy cơ diễn biến ở Biển Đỏ và căng thẳng trong khu vực trầm trọng thêm đang ở mức báo động, ông Khiari cảnh báo. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia chỉ trích không kích do Mỹ và Anh phối hợp nhằm vào Houthi, nói rằng các quốc gia này tấn công hàng loạt vào lãnh thổ Yemen. Đây không phải đợt tấn công nhằm vào một nhóm vũ trang nào đó tại Yemen mà nhắm vào người dân nước này. Ông Nebenzia nói, tuy nhiên, Linda Thomas Greenfield, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, cho rằng không một tàu thuyền của bất cứ quốc gia nào tránh khỏi mối đe dọa do Houthi thì gây ra đối với hoạt động vận tải trong khu vực biển đỏ. Cho dù phương tiện treo cờ Mỹ hay các quốc gia khác, tất cả tàu thuyền của chúng ta đều dễ bị tổn thương. Bà Thomas Greenfield nói, nếu không có sự hỗ trợ của Iran, Houthi sẽ gặp khó khăn trong theo dõi và tập kích tàu hàng. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward tuyên bố nước này đã hành động hạn chế, cần thiết và tương xứng để tự vệ. Chúng tôi đặc biệt quan tâm giảm thiểu rủi ro cho dân thường trong hoạt động này, bà Woodward khẳng định. Vụ tập kích ngày 11 tháng 1 được nhận định là lần đầu tiên Mỹ tấn công lực lượng Houthi tại Yemen từ năm 2016. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ không do dự khai triển thêm biện pháp để bảo vệ nhân mạng và dòng chảy thương mại qua biển đỏ. Sau khi chiến sự Iran-Hamas bùng phát đầu tháng 10 năm 2023, lực lượng Houthi bắt tàu hàng Galaxy Leader và tấn công nhiều phương tiện đi qua khu vực biển đỏ. Houthi tuyên bố hành động này nhằm bày tỏ đoàn kết với người Palestine tại giải Gaza. Các vụ tập kích tàu hàng ngày càng gia tăng khiến nhiều công ty vận tải ngừng cho tàu thuyền đi trên tuyến đường qua biển đỏ thay vào đó di chuyển vòng qua mũi hảo vọng của Nam Phi. Điều này làm tăng đáng kể thời gian và chi phí hành trình của các chuyến tàu hàng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 1 thông báo nghị quyết lên án các vụ tập kích của Houthi nhằm vào tàu thuyền đi qua biển đỏ và yêu cầu họ chấm dứt hành động nói trên. Houthi gọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an là trò chơi chính trị và cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế. Thưa quý vị, có thể thấy phe mình bắn VETA đã trở thành thương hiệu không chỉ cho lối đánh của Điện Kremlin, mà nó còn lây lan sang những lực lượng có đường lối tương tự. Được biết mới đây, lực lượng Houthi của Yemen đã bắn nhầm vào một tàu chở dầu, được cho là chở dầu của Nga ở Vịnh Aden. Đây là thông tin được công ty an ninh hàng hải Amray của Anh đưa tin, được Reuters trích dẫn. Theo Amray, vụ tấn công xảy ra ngoài khơi Yemen, thuyền trưởng của một tàu chở dầu treo cờ Panama đã thông báo cho Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải của Hải quân Hoàng gia Anh rằng con tàu đã bị bắn. Hỏa tiễn bắn về phía tàu chở dầu đã rơi xuống nước cách mạng tàu 400 đến 500 mét. Thủy thủ đoàn của tàu chở dầu phát hiện ba tàu nhỏ, một trong số đó được cho là đã bắn hỏa tiễn. Không có người bị thương, con tàu tiếp tục hành trình. Amray tuyên bố Houthi đã hành động dựa trên thông tin lỗi thời, Tàu chở dầu trở thành mục tiêu của cuộc tấn công trước đây thuộc về công ty Union Maritime của Anh. Dữ liệu này đã không còn liên quan từ 5 tháng trước. Công ty lưu ý rằng đây là lần thứ hai một tàu chở dầu của Nga trở thành mục tiêu tấn công nhầm của người Houthi. Lực lượng Houthi ở Yemen, lực lượng kiểm soát phần lớn đất nước và được Iran hậu thuẫn, đã tích cực thực hiện các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái nhằm vào các tàu thương mại phương Tây ở Biển Đỏ kể từ ngày 19 tháng 11, họ coi đây là sự phản đối hành động quân sự của Iran ở giải gaza để đáp trả những hành động này mỹ và anh đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của houthi ở yemen nga lên án vụ tấn công và kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp của hội đồng bảo an liên hợp quốc Nhóm pháp lý của Iran tại The Hague đã phản bác các tuyên bố cơ bản về cáo buộc diệt chủng của Nam Phi tại Tòa án Công lý Quốc tế vào thứ Sáu, đồng thời chứng minh cáo buộc rằng các cơ quan nhà nước của Iran có ý định diệt chủng chống lại người Palestine ở Gaza trong cuộc xung đột hiện tại với Hamas là vô lý. Sáu đại diện pháp lý của Iran khẳng định rằng ICJ không có thẩm quyền xét xử đối với các khiếu nại do Nam Phi đưa ra vì chúng liên quan đến luật xung đột vũ trang, chứ không phải tội diệt chủng. Lập luận rằng những bình luận mang tính ngẫu nhiên của các chính trị gia Iran không phản ánh chính sách chiến tranh và nhấn mạnh rằng tổn hại lan rộng đối với thường dân Palestine trong chiến tranh là kết quả của việc Hamas sử dụng rộng rãi cơ sở hạ tầng dân sự cho mục đích quân sự chứ không phải hành động diệt chủng đưa ra các lập luận của Iran khi bắt đầu phiên điều trần hôm thứ Sáu. Cố vấn pháp lý Bộ Ngoại giao Than Becker đã tố cáo các lập luận do nhóm pháp lý của Nam Phi đưa ra hôm thứ Năm là một câu chuyện bị bóp méo một cách trắng trợn, với các cáo buộc được sắp xếp. Nếu có hành động diệt chủng thì chúng đã được thực hiện chống lại Iran. Becker nhấn mạnh khi đề cập đến hành động tàn bạo do Hamas gây ra vào ngày 7 tháng 10 đã châm ngòi cho chiến tranh, đồng thời lên án việt nam phi khẳng định rằng israel không có quyền tự vệ chống lại nhóm khủng bố ông cho biết israel cam kết tuân thủ luật pháp trong bối cảnh chiến tranh nhưng hamas lại coi thường điều đó và cho rằng sự đau khổ kinh khủng của thường dân cả israel và palestine là kết quả của chiến lược trốn đằng sau những người vô tội của hamas các luật sư pháp lý của Iran nói rằng, Nam Phi đã đưa ra một bức tranh méo mó về những bình luận của các chính trị gia Iran về cuộc chiến nhằm xác lập tuyên bố về ý định diệt chủng. Việc đưa ra những trích dẫn ngẫu nhiên không phù hợp với chính sách của chính phủ là một điều sai lầm, Tiến sĩ Galit Raguan nhấn mạnh trước tòa rằng các chính sách của Iran cảnh báo thường dân Palestine di tản khỏi vùng chiến sự cũng như cung cấp viện trợ nhân đạo đã chứng minh rằng tuyên bố của Nam Phi rằng Iran đang tiến hành tội ác diệt chủng thậm chí còn không hợp lý raguan cũng đưa ra đánh giá chi tiết về việc hamas sử dụng toàn bộ cơ sở hạ tầng dân sự ở gaza cho mục đích quân sự cho thấy hình ảnh hỏa tiễn được bắn từ bên trong các trường học của liên hợp quốc và bên cạnh các nhà máy xử lý nước các bệ phóng hỏa tiễn được giấu bên trong khuôn viên của chi nhánh hướng đạo ở gaza các đường hầm trong khu phức hợp bệnh viện cũng như mô tả việc nhắm khủng bố sử dụng nhà thờ hồi giáo và các cơ sở của liên hợp quốc cho các hoạt động quân sự của chúng Bà đặc biệt lưu ý rằng Hamas đã bắt giữ các con tin Iran dưới tầng hầm của bệnh viện Rantisi, bắn súng Abg vào quân đội Iran từ bậc thềm của bệnh viện al -Khad đào một hệ thống đường hầm quân sự dưới bệnh viện Al-Shifa của thành phố Gaza, quản lý các hoạt động quân sự từ một cơ sở y tế ở Jabalia và trong một vụ việc, 80 kẻ khủng bố Hamas ẩn nấu bên trong bệnh viện Adwan đã đầu hàng lực lượng Israel nam phi thời hậu phân biệt chủng tộc từ lâu đã ủng hộ chủ nghĩa của người palestine một mối quan hệ được hình thành khi cuộc đấu tranh của đại hội dân tộc châu phi chống lại sự cai trị của người da trắng thiểu số được tổ chức giải phóng palestine của yasser arafat cổ vũ tòa án dự kiến sẽ ra phán quyết về các biện pháp khẩn cấp có thể có vào cuối tháng này nhưng sẽ không ra phán quyết vào thời điểm đó về các cáo buộc diệt chủng những thủ tục tố tụng đó có thể mất nhiều năm các quyết định của ICG là cuối cùng và không có kháng cáo. Tòa án không có cách nào để thực thi chúng, nhưng việc bỏ qua chúng có thể gây ra những hậu quả quốc tế đáng kể. Ngày 12 tháng 1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố quân đội nước này sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để đập tan mọi âm mưu đòi Đài Loan độc lập. Tuyên bố được đưa ra một ngày trước bầu cử ở Đài Loan theo hãng tin reuters khi được báo giới hỏi về việc đài loan nâng cấp máy bay chiến đấu và có kế hoạch mua thêm máy bay từ mỹ người phát ngôn bộ quốc phòng trung quốc trương hiểu cương nói rằng quân đội trung quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của trung quốc trung quốc tuyên bố đài loan là một phần lãnh thổ của nước này và đến nay không loại trừ biện pháp vũ lực để thống nhất trong tuyên bố ngày 12 tháng 1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn tuyên bố quân đội nước này vẫn duy trì tình trạng cảnh giác cao độ mọi lúc và sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để đập tan bất kỳ âm mưu ly khai nào nhằm đòi Đài Loan độc lập. Cuối tuần trước, Trung Quốc thông báo áp các biện pháp trừng phạt như đóng băng tài sản đối với 5 công ty quốc phòng của Mỹ để đáp trả đợt bán vũ khí mới nhất của Mỹ dành cho Đài Loan. Tháng 12 năm 2023, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt bán số thiết bị trị giá 300 triệu Mỹ kim để giúp duy trì hệ thống thông tin chiến thuật của Đài Loan. Tuy nhiên, Trung Quốc nói rằng việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan vi phạm trắng trợn nguyên tắc một Trung Quốc. Những ngày qua, Đài Loan cảnh giác cao độ trước các hoạt động của Trung Quốc gồm cả quân sự và chính trị ngay trước cuộc bầu cử ở vùng lãnh thổ này vào ngày 13 tháng 1. Cử tri sẽ tham gia các cuộc bỏ phiếu ở Đài Loan vào ngày 13 tháng 1 để bầu ra lãnh đạo và cơ quan lập pháp mới. Hôm 6 tháng 1, cơ quan phòng vệ Đài Loan cáo buộc Trung Quốc đe dọa an toàn hàng không và tiến hành chiến tranh tâm lý đối với người dân trên hòn đảo này bằng một loạt khinh khí cầu. Cục hàng không Mỹ thông báo sẽ thẩm tra toàn bộ dây chuyền sản xuất Boeing 737 Max 9 và tăng cường giám sát tập đoàn sau vụ máy bay bùng thân. Chúng tôi có những vấn đề trong quá trình sản xuất và từng có vấn đề phát sinh trong quá khứ. Tuy nhiên, những vấn đề này vẫn tiếp diễn và xuất hiện trên các máy bay mới bàn giao 3 tháng trước. Lãnh đạo Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA Mike Whitaker ngày 12 tháng 1 đề cập tới chiếc Boeing 737 MAX 9 bị bung thân cách đây một tuần. FAA thông báo sẽ thẩm tra toàn bộ dây chuyền 737 MAX 9 cùng các bên cung cấp vật tư chế tạo máy bay này ông Whitaker nói FAA tin rằng vẫn còn những vấn đề khác trong khâu sản xuất, đồng thời cho biết máy bay gặp tai nạn ngày 5 tháng 1 không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. FAA cũng tuyên bố sẽ tăng cường giám sát Boeing. Hai hãng hàng không Alaska Airlines và United Airlines thông báo phát hiện nhiều chiếc 737 MAX 9 bị lỏng ốc trong quá trình kiểm tra sơ bộ sau tai nạn. Điều này khiến nhiều chuyên gia hàng không lo ngại về quy trình sản xuất và cấp phép dòng máy bay bán chạy nhất của Boeing. Boeing ngày 11 tháng 1 cho biết sẽ hợp tác đầy đủ, minh bạch với FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Mỹ trong các cuộc điều tra của cơ quan này. Dave Calhoun, CEO của Boeing, trước đó một ngày thừa nhận sai lầm khi cho phép 737 Max 9 bay với lỗi có thể gây ra tai nạn bung thân. FAA đã mở cuộc điều tra liên quan đến tai nạn máy bay bung thân tuần trước cơ quan này cấm bay 171 chiếc 737 MAX 9 có cấu hình tương tự và cho biết kết quả của cuộc thẩm tra toàn diện sẽ xác định xem có cần kiểm tra bổ sung hay không. Việc cấm bay mẫu Boeing 737 MAX 9 và nhiều vấn đề liên quan đến dây chuyền chế tạo được phát hiện trong những năm qua, đòi hỏi chúng tôi phải xem xét mọi phương án để giảm thiểu rủi ro, ông Whittaker nói. Lãnh đạo FAA từ chối đưa ra thời gian cơ quan này phê duyệt hướng dẫn và kiểm tra bảo trì để cho phép các hãng hàng không đưa 737 MAX 9 hoạt động trở lại. Chiếc 737 MAX 9 mang số hiệu 1282 của hãng Alaska Airlines cất cánh từ Portland, bang Oregon bị bung thân khi bay ở độ cao 4.900m. Các phi công cho chiếc 737 MAX 9 quay lại và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở Portland một số trong 177 người trên máy bay bị thương nhẹ. Ngày 12 tháng 1, Thủ tướng Narendra Modi đã khánh thành Atan Setu, cây cầu vượt biển dài nhất Ấn Độ ở thành phố Mumbai. Công trình này đã được Thủ tướng Modi đặt viên gạch khởi công từ 7 năm trước. Thủ tướng Modi cho rằng lễ khánh thành cầu vượt biển Atan Setu thể hiện sức mạnh cơ sở hạ tầng của Ấn Độ và nhấn mạnh việc hướng tới một Ấn Độ phát triển. Ông cho biết dự án xây cầu này là một trong bốn dự án cơ sở hạ tầng chính trong thành phố Mumbai có khả năng đi vào khai thác trong năm nay. Ba dự án còn lại là tuyến tàu điện ngầm Mumbai 3, đường ven biển Mumbai và sân bay quốc tế Navi Mumbai. Ba dự án này cùng với dự án cây cầu Atan Shetu ước tính có tổng chi phí lên tới hơn 10 tỷ Mỹ Kim. Sau lễ khánh thành, cây cầu được mong đợi này sẽ mở cửa cho giao thông thường xuyên từ ngày 13 tháng 1. Cầu rộng 6 làng xe, dài 21,8 km, trong đó 13,5 km là trên biển, đã được xây dựng với chi phí 2,15 tỷ Mỹ Kim. Nhờ công trình này, khoảng cách di chuyển giữa thành phố đảo Mumbai và thành phố vệ tinh Navi Mumbai sẽ được rút ngắn từ 2 giờ xuống còn 20 phút. Người qua cầu sẽ phải trả 250 rúp, khoảng 3 đô la lệ phí cho một chiều qua cầu. Dự án ban đầu dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2022, tuy nhiên quá trình thực hiện dự án đã bị chậm trễ, một phần do vấn đề chuỗi cung ứng liên quan đến đại dịch COVID-19. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bản tin của chúng tôi đến đây cũng sẽ được kết thúc. Rất mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.